Ở sao nó tự quấn được? À, giống như hồi nhỏ mới sinh ra tóc con chưa dài, mà tới lúc con 2 tuổi rồi tóc nó dài tới đây nè. Rồi con thấy nó quấn rồi con nói với ba mẹ, ba mẹ khen đẹp. Con á, được xây nhà cầu con mừng quá. Dạ. Quá mừng luôn. Ăn xôi. Con ăn xôi. Dạ. Ủa sao ăn xôi? Ăn xôi với chị. Ăn xôi với chị sao mình không mua phở hay hủ tiếu gì ăn? Không, lúc sáng là ba con làm mua buôn nên không đi mua được. Ba... Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Như Bùi Hồ cũng đã thông tin là ngày thứ 2 đội anh hợp cô cũng sẽ lên tiến hành khởi công để làm cái nhà vệ sinh cũng như là lót cái phần gạch cho nhà của bé Bảo Ấn, một cô bé được sinh ra ngay tại tận biên giới Campuchia và sau thời gian được nuôi dưỡng cùng với một người mẹ của mình ngay tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì các anh thợ cũng đã làm từ sáng rồi. Tuy nhiên cái công việc các anh thợ cũng phải đục cái phần nền cũ của nhà tắm ra đó, nên thành thử cũng khá là ồn. Nên thành thử giờ trưa như thế này nè, Bùi Hồ mới quay được cho cô bác quý anh chị xem hiện nay đã tiến hành cái công đoạn nào, cũng như là gặp anh hợp, rồi cũng như là nói tất cả các hạng mục của công trình và giao cho anh một số tiền để anh có thể gọi vật tư hay cô bác anh chị. Thông tin với cô bác anh chị, ngày hôm nay là không những có đội của anh Hợp mà còn có anh Ve là ba của Bảo Ấn để mà làm cái công việc. Mình gọi anh Ve làm là để cho anh có công việc hay sao anh Hợp? Có việc làm, thôi tính công cho anh. Nhờ mình tính công riêng cho anh. Thì bây giờ anh có thể nói những cái hạng mục của công trình làm để cho cô bác anh chị biết luôn ha anh Hợp ha. Hiện nay thì trước mắt thì mình khởi móng, mình dứt cái hầm cầu trước hầu. Dạ. Dứt xuống thì nó từ cốt này xuống hoàn thiện chắc cũng cỡ 1,5 m. Dạ. Dứt xong rồi bắt đầu bô cột, đổ dĩ. Đổ dĩ rồi mới xây cái hầm lên. Công trình của mình làm khoảng mấy ngày xong anh? Chắc cỡ nếu mà cái nhà tắm như nhà huy sinh thì không, chắc cũng 4-5 bữa, thêm tại vì thêm cái lót gạch này với xây. Dạ. Mấy cái gì mà giáp vòng nữa. Chắc chạy cũng 5-6 bữa. 5-6 ngày mới xong. À. Hôm trước thì anh chia sẻ là mình nhận cái công trình của nhà vệ sinh này là 18 triệu. Là gồm anh mua cả luôn cái bồn ở trên. Với tôn, với lại cái tôn lợp đồ luôn, gục này luôn. Tôn lợp đồ luôn. Và cái bồn cầu lúc đó là nó chỉ có 400 ngàn thôi. Hôm nay thì mình có sự thay đổi á. Anh Hợp có thể thông báo luôn cho cô bác anh chị biết không? Tại vì thay đổi là mua thêm đấu là cái hầm cầu nhắn nút khoảng 2 triệu. Cái đó là liền khối không anh? Khối liền giống như vậy. Còn có cái thường thì 1,6-1,7 triệu cũng có, mà này lấy khối liền cho nó chắc. Lấy khối liền luôn. Em nghe nói là cái bồn cầu mà nhấn nút mà có nhiều loại lắm đúng không? Đúng rồi, có 1,7 triệu cũng có nữa. Nhưng mà nó xài không mà có. Nó lúc lắc với hay nó cái phụ tùng nó mau hư á. Đó là cái hạng mục thứ nhất là làm cái nhà vệ sinh rồi tắm rửa gì ở trong đây luôn. Và làm cửa nhôm nha cô bác anh chị. Cái phần tôn ảnh chừng nữa dừng ở trên cái mái ở trên luôn. Và sau đó là sẽ xây tường ở xung quanh đây chứ không có phải dừng tôn nữa. Cái hạng mục thứ hai đó là dán gạch này nè anh Hợp. Dán gạch này thì anh thông báo cho em biết luôn ha. Cái này số tiền dán gạch rồi xây lên viền 3 tấc á. Đầu dán gạch này cũng hết luôn 37 mét vuông. Rồi xây thêm dìm. Xây dìm ngoài đó thẳng vô giáp vòng trong phòng nên cho dán lên 3 tấc. Dán gạch lên 3 tấc luôn. Tổng bên đó là thêm cái mà cộng qua cái hầm cầu đó là khoảng 12 triệu rưỡi. Vậy là cái kia là có nghĩa là mình thay cái bồn cầu mới. Cái kia là lúc đầu là 18 400. triệu. Bồn cầu chỉ 400 thôi. Và cộng luôn cái phần dán gạch. Rồi xây viền lên dìm luôn 3 tấc. Viền đó dán gạch luôn. Và dán gạch mới. Với lại làm luôn cái bồn cầu thì 12 triệu, phát sinh thêm 12 triệu rưỡi nữa. Đó là cái hạng mục thứ hai. Với lại cộng thêm cái hạng mục 1 nữa nó mới 12 triệu rưỡi. Đúng rồi, nó khoảng 11 triệu à. Rồi cộng ghi thêm 1 triệu rưỡi nữa. Vậy là tổng cộng cái công trình của mình là 2 hạng mục là 30 triệu 500. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì thấy đội của anh của mình anh lớn làm à? Tại vì mơ nó thợ mới lên, nay đào đất cho xong mơ thợ lên nó xây. Cũng thông tin với cô bác anh chị, hiện nay anh Hợp cũng có khá là nhiều cái công trình mà đội thợ của anh phải điều động từ người chứ đùng công việc là làm liền không có được anh Hợp hả? Đồng em thấy cái
nhà vệ sinh có chút xíu thì không thể nào nhiều thợ làm cùng một lúc hay sao nào? Đúng rồi, đúng rồi. Khoảng tuần không ạ? À? Nếu như mà tiến độ như thế này khoảng tuần không cần đó là rồi không? Tại vì xây lên đổ cái hầm ở đầu người ở trong dán gạch thì ngoài người tô. Ừ. Và thông tin với cô bác anh chị á là cái công trình mà nhà vệ sinh được cô Julie Hoàng ở Mỹ hỗ trợ. Đó, thì cô mới vừa gửi cho Bùi Hồ nhận thêm 200 đô là tổng cộng là cái phần của cô là 800 đô cho cái công trình nhà vệ sinh để thay đổi cái bồn cầu á. Cô có chia sẻ là làm cái phần nhà vệ sinh cái bồn cầu cho tốt tốt đi. Các bé nó dội nước cái tay nó yếu á. Thành nữ khi đi vệ sinh mà không có ba mẹ ở nhà để mà hỗ trợ thì dội nước nó không có sạch. Đó, nên thành nữ sử dụng cái bồn cầu cho nó tốt tốt tí xíu. Còn thứ hai, công trình thứ hai là được chị Trâm Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ. Chị thì Bùi Hồ mới nhận được thì chị hỗ trợ luôn cái phần dán gạch này. Đó, còn dư và một số mạnh thường quân khác nữa cũng hỗ trợ cho gia đình, và Bùi Hồ cũng sẽ tiếp tục thông báo và cập nhật với cô bác quý anh chị. Còn ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ trao cho anh 50% cái tiến độ của công trình theo đúng như những cái anh nói lúc nãy á. Tại vì công trình bàn giao thì mình phải giao phần nửa số tiền để cho anh có thể gọi vật tư rồi trả tiền thợ theo tuần nè, rồi mọi thứ khác nữa. Rồi sau đó hoàn thành thì Bùi Hồ sẽ giao hết luôn. Bây giờ em gửi cho anh ha, anh đếm lại giùm em với. Cọc đó là 5 triệu anh. Ủa, chịu luôn, em đập lại. Bỏ túi đi. Làm nhận công trình, anh Hợp có những cái công trình cũng rất là lớn, nhưng mà giờ Bùi Hồ với anh Hợp giống nhau là đếm tiền hơi bị lụp chụp. Đúng không? Dạ, tổng cộng là 15 triệu ha. À. Sau hết thì em bàn giao thêm 15 triệu rưỡi nữa là 30 triệu 500. Háo hai cọc như không ra luôn đi anh. Kẹp vô cọc. Về đưa cho vợ chứ đừng đây tới chiều mất tiêu hết nha. Rồi, anh có muốn nói lời nào với lại quý mạnh thường quân cũng như là anh nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình của bé thì anh thấy như thế nào? Anh có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của bé trước đi. Nói chung ra cũng cảm ơn các mạnh quân cũng giúp đỡ cho mà hai chồng anh, hai chồng chị Tiền với bé Bảo Ấn có cái khu vệ sinh rồi nhà tắm rồi tắm bọng vệ sinh cho nó dễ, với hai nó lót gạch nền luôn thì cũng mình cũng thay mặt mà chị Tiền với bé Ấn cũng cảm ơn mạnh quân rất nhiều. Anh thấy gia đình này đáng được giúp đỡ không? Nói chung thấy cũng hoàn cảnh của con của chị Tiền nó lớn bệnh đó. Nói chung làm ăn ảnh thì đâu có đi làm sao được, cũng làm vòng vòng đi, ai muốn gì làm đấy. Rồi để chăn bé luôn, với hai nửa cơm nước. Bà xã mà đi bán giấy số, cũng nói chung điều kiện cũng khó khăn, không có mà đi làm được để ấy. Nhưng mà thật ra là khó khăn ở trong cái góc độ là gia đình cũng chịu làm à. Chứ không phải là gia đình gì chơi mà không có làm khó khăn đúng không anh? Đúng. Hôm nay là ở nhà là chỉ có mình anh Ve thôi, còn chị Tiền vẫn đi bán vé số Dạ. Đến giờ thời điểm này vẫn chưa có về. Dạ. Cũng cảm ơn anh Hợp rất là nhiều, cũng đã đồng hành với em đến thời điểm này cũng khá là nhiều cái ngôi nhà. Mà thật ra thì thợ thì cô bác anh chị biết là thợ thì Hồ thì cũng có rất là nhiều thợ. Tuy nhiên mà để mà có thợ quen rồi tin tưởng thì làm việc thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ dễ hơn nè. Với các anh làm với nhau cũng với Bùi Hồn qua khá là nhiều ngôi nhà rồi, cũng hiểu ý hơn với nhau hết anh Hợp ha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều anh Hợp ha. Rồi, hôm nay mấy chú làm cái gì ngôi nhà của con á? Dạ, làm cái gì vậy?
sinh. À, làm nhà vệ sinh. Dạ. Mấy chú xây nhà to lên kìa, có không phải không? Dạ thôi. Ừ. Dạ. Thích, thích xây nhà to không? Dạ. Sao hôm nói nó trước nó là nhà này ở được rồi? Không. Hả? Không biết. Không biết hả? Hôm nay là mẹ đi đâu rồi? Dạ mẹ đi bán. Mẹ đi bán, trưa mẹ có về không? Dạ có. Thường là mấy giờ mẹ mới về đến nhà? Rồi ai sẽ nấu cơm cho mình ăn? Dạ bà. Ba nấu cơm hả? À, sáng nay bỏ ấn con ăn gì chưa? Dạ sáng nay con ăn rồi. Con ăn gì? Con ăn xôi. Con ăn xôi? Dạ. Ủa sao ăn xôi? Ăn xôi với chị. Ăn xôi với chị, sao mình không mua phở hay hủ tiếu gì ăn? Không, lúc sáng là ba làm lu bu nên không đi mua được. Ba làm lu bu nên không mua được. Nhưng mà con đòi ba mua. Con là bé ngoan nên không đòi đưa ba đi mua. Ăn xôi là tốn bao nhiêu tiền? Chỉ con được ba cho 10 ngàn mua 2 cục xôi. Chị con với ba con đưa 10 ngàn là hai chị em mua 2 cục xôi. Nhưng mà mình hả? Chị con mua. Chị con mua. Nhưng mà mình thích ăn hủ tiếu, quen phở, ăn cháo không? Con thích ăn phở hơn. Thích ăn phở hơn. Mà mẹ con đi bán số dùng nợ tối thì con đi bán. Ừ. Nhưng mà mình ăn phở là nó tốn nhiều tiền không? Con đâu hỏi giá của mẹ con mua đâu. Con đâu hỏi giá hả? Nhưng mà con có thường đòi món ăn sáng không? Hay là ba mẹ mua gì cho ăn, cho gì ăn đó? Dạ, lúc mà hồi bữa trước trời mưa, mẹ con còn ngán đi bán số nữa. Ừ. Trời mưa mà mưa to lắm. Ừ. Mẹ con cũng hay thay đồ để đi bán. Ừ. Rồi con thấy gì con thương không? Dạ thương. Thương sao, nó chú nghe quá. Con kêu mẹ chiều nào chơi tánh thôi mẹ hết đi. Ừ, rồi mẹ nói sao? Mẹ nói là vậy nè. Thôi mẹ có áo mưa rồi mẹ chúc mẹ. Mẹ đi rồi chiều nào mẹ đói mẹ về ăn cơm. Nghe mẹ nói vậy thì con thấy con thương mẹ không? Dạ có. Thương sao, nói chú nghe coi. Con thương mẹ, tối trường nào con rảnh con đi chơi về nhà sớm để bóp lưng cho mẹ con. Để bóp lưng cho mẹ con. Thấy cũng thương mẹ ha. Dạ. Ngày hôm nay nha, gia đình mình ăn cơm với gì? Dạ, ba chưa có nấu. Thấy cha làm cực khổ quá, gì thương cha không? Dạ có. Thương sao? Con thương ba. Tới nỗi ba còn không ngừng lại để uống nước. Vậy? Lúc mà ba mới ngừng lại ba uống nước mới xong ba con. Vậy hả? Còn kia là bà nội của con. Ừ. Rồi mình thấy người ta đặt ngôi nhà ra như vậy á, rồi mình thấy là buồn hay là vui? Thấy vui. Ôi sao vui, ta đặt ngôi nhà mình ra mà vui gì? À, xây nhà cầu con vui. Vậy? Xây được nhà cầu cái con vui. Nhà mình không những là xây được nhà cầu mà người ta còn lót gạch cho ngôi nhà mình nữa kìa. Nó gạch có bông á, nó gạch đẹp á. Có gạch giống y thịt trong vườn á. À, chịu không? Dạ chịu. Sao chịu sao, nói chú nghe. Con thấy cái màu trắng, con thích màu trắng mà con còn thấy mỗi miếng gạch cũng màu trắng á, con vui. Nhưng mà sửa ngôi nhà này là ba mẹ phải tốn rất là nhiều tiền. Rồi mẹ phải đi bán với số là phải bây giờ phải bán thêm buổi tối nữa mới có tiền sửa. Thì rồi sao? Con thấy là tội cho mẹ con. Tội cho mẹ con. Con biết là tiền này ở đâu mà có để sửa không? Không. Hả? Không. Không. Mẹ con phải đi bán buổi tối nữa kìa để sửa ngôi nhà đó. Chịu không? Mẹ con đi góp tiền buổi tối nữa. À, bây giờ mẹ đi phải đi bán vé số thêm buổi tối tới sáng nữa mới có tiền sửa nhà cho nhà mình có nhà vệ sinh đó. Lúc mới có 2 giờ sáng mẹ con mở điện lên rồi kêu ba con nhẫn xe cho mẹ con đi. Vậy hả? Sao 2 giờ sáng mà con biết? Tại vì mới có 2 giờ sáng rồi con thấy lúc đó trời mưa thì mẹ con gán đi làm nữa. Nhưng mà thấy cũng thương mà mẹ ha. Mà mình tuổi nhỏ của mình không biết làm gì để giúp mẹ trên đó. Mình tuổi nhỏ mình làm gì giúp mẹ? Dạ con nhỏ mà con còn biết
mà chừng nào mẹ chìm nước biển á là con, mẹ con kêu gom tiền lại giùm mẹ. Con gom, con ship. Biết tiền không à ship? Dạ biết. Vậy hả? Biết tiền thiệt không? Dạ biết. Con biết ship tiền. Cái tờ tiền lớn nhất là bao nhiêu? Dạ 20 ngàn. 20 ngàn. Tờ tiền nhỏ nhất? Tờ tiền nhỏ nhất là 1 ngàn. 1 ngàn hả? Con bây giờ chú nó chơi á, cái ngôi nhà này nè là được mấy cô chú ở nước ngoài á, xa lắm, xa so với chỗ mình á. Mình bây giờ là ban ngày là mấy cô chú, là đôi khi có những cô chú á là ban đêm á phải gửi đi làm, cũng phải đi làm giống mẹ rồi được gửi tiền về á, để mà cho nhà mình có chỗ đi vệ sinh á. Thì con có muốn nói lời nào với lại cô chú ông bà không? Dạ con cảm ơn ông bà cơ chứ giúp con thời gian qua. Tới giờ con rất vui với lại được cái nhà vệ sinh này. Con cảm ơn ông bà cô chú. Ngoài cảm ơn ra thì mình có muốn nói lời chúc nào với ông bà không? Con chúc ông bà cô chú được khỏe mạnh với gia đình, khỏe mạnh, phát tài phát lộc. Vậy sao nữa? Với gia đình. Với lại là được nhiều người qua thăm nhà. Qua thăm nhà ai? Dạ qua thăm nhà ông bà cô chú. Vì sao như vậy? Tại vì ông bà cô chú chưa được ai qua thăm nhà. Vậy hả? Mà ông bà cô chú cũng phải đi làm cực giống mẹ vậy đó mới có tiền gửi cho nhà mình. Thấy thương ông bà cô chú không? Dạ thấy thương. Thấy thương sao? Con tội là do ông bà cô chú chừng nào được nghỉ rồi mẹ con nghỉ, con ở nhà với mẹ. Nếu như mà ông bà cô chú mà đi về đây thăm con á, con vui không? Dạ vui. Vui thì sao? Vui con khoái con cười. Con khoái con cười. Cười có súng găng không? Hả? Găng đều ha. Ở nhà là chị con hiếp con không? Dạ có, chị con hay dẹo giặt kẹo con. Nhưng mà con có buồn không? Dạ có. Con buồn thì con nói về gì với chị? Con nói là chị ơi đừng có chọc em lúc em ăn viết bài. Là chị nói sao? Chị nói vậy là chị giỡn thôi mà. Chị giỡn mà chị còn nghéo, chị nặng. Rồi cái chị quýnh tét luôn. Rồi bữa trước á, con giả bộ nghỉ chơi thôi, chị sao cũng quýnh con nữa. Rồi lúc đó con có quánh là chị không? Dạ không. Vì sao? Con sợ chị đau nên con không có dám quýnh. Con sợ chị đau à? Nên con không có dám đánh. Thấy cái bảo vật đẹp quá luôn bảo à. Có khi nào con đeo ông Phật này con lấy nữa, để con lấy ông Phật phát sáng không? Dạ. Có mà Phật của con á, đưa lên ánh sáng một trời là nó sáng lên. Nằm mơ có thấy ông Phật không? Dạ có. Dạ có. Thiệt không? Thấy sao? Nói chú nghe rồi. Dạ con thấy Phật. Cho con thấy Phật đi. Con thấy Phật ở ngoài đời. Với lại Phật cho con một cọng dây chuyền Phật. Được nhiều Phật lắm luôn á. Phải không? Hả? Con nằm chiêm bao hay gì? Không có. Ở ngoài hả? Dạ. Còn có nằm chiêm bao thấy không? Dạ không. Không hả? Con chỉ thấy dạng vịt thôi à. Ông nội của con á hay nói là nằm chiêm bao thấy gì? Rồi cái con trai là con gà ăn vịt. Nhưng mà bé Bảo Ấn là con ruột của mẹ nè. Rồi mọi người thường hay lại bé Bảo Ấn á là kể là nó con là con gơ hoài. Con cảm thấy mình buồn không? Buồn không? Dạ buồn. Không buồn nha, tại vì con gơ đâu ai thương gì đâu, đúng không? Thôi con đi chơi đi, chú tâm sự với ba cái. Dạ. Hôm nay mệt quá hả? Dạ. Hôm nay mệt quá hả? Có xíu mệt à mà vui, mừng. Vui mừng. Hổng gà có leo dừa không? Có mà ít. Rồi chị đi bán là chiều mới về. Dạ, chiều giờ mới về. Cái cảm xúc của anh như thế nào khi được cô chú chung tay với nhau để sửa ngôi nhà lại cho mình á? Thì thật sự là em rất là mừng luôn. Tại hai vợ chồng thường nói là gán làm để có cái xây cái nhà cầu, nhà vệ sinh cho mấy tụi nhỏ nó ban đêm ban hôm nó tiện lợi. Mà vợ chồng bàn vậy chứ làm hoài nó cũng không có để đủ tiền để mà làm. Cho nên hôm nay được
các quý mạnh thường quân giúp đỡ thì được như vậy là em rất là mừng luôn. Cái không những là sửa nhà vệ sinh mà còn sửa luôn, làm luôn cái phần gạch á. Dạ. Thì anh có hay chưa? Em có nghe anh Lắm nói rồi, em cũng hay. Anh hợp. Dạ, anh hợp. Ừ. Em mừng. Có nghĩ rằng là mình sẽ có cái phần gián gạch không? Em cũng không ngờ luôn. Chắc có lẽ là anh sẽ làm xuống với anh Hợp một hai ngày gì đó để phụ công việc, để anh có tiền luôn, anh cũng gửi công cho anh luôn á. Dạ. Anh gửi lại tiền công cho anh, coi như anh tạo công ăn việc làm cho mình luôn. Sao được em chưa? Là nhà của em mà sao đi gửi tiền cho em làm gì? Dạ. Dạ. Anh thuê anh lại á. Dạ. Em là chủ nhà, em làm nhà em thì không cần gửi tiền cho em đâu. Dạ hả? Dạ. Gửi vàng. Cười. Hả? Cái chuyện bé Ấn cười rồi qua đó. Nói vậy chứ thì coi như là anh đi leo dừa đi, anh gửi lại tiền anh mua sữa cho bé Ấn. Dạ, được vậy thì em cũng mang ơn nhiều lắm. Dạ. Mai mốt mà em nói với anh Hợp mà có công trình nào gần gần kêu anh đi phụ hộ với anh được á. Dạ. Chịu không? Chắc chắn là chịu rồi, giờ em đang cũng thất nghiệp, công việc cũng bấp bênh. Rồi khi nào mà cũng công trình nhiều nhiều kêu anh vô phụ, tại anh Hợp đội thợ của anh Hợp nhiều lắm. Để bữa nào em nói với anh nha. Dạ. Hôm nay thì anh có muốn nói lời nào với quý mạnh thường quân tặng cho mình cái nhà vệ sinh cũng như là cái dán gạch cái phần nhà, sửa lại ngôi nhà của mình không anh về? Anh thành thật gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em. Em biết ơn rất là nhiều. Hôm nay bản thân em rất là mừng luôn. Em biết ơn nhiều lắm. Thôi thì cố gắng ha. Dạ. Cũng chúc mừng gia đình của anh khi được quý mạnh thường quân chung tay với nhau để mà hỗ trợ ha. Dạ dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Và thông tin với cô bác anh chị á, là cái phần này nè, cái phần này là Bùi Hồ dự định là nói anh Hợp là sẽ thay cái tấm tôn ở chỗ này. Anh Hợp ơi, ở trên đó mình thay mấy tấm tôn chỗ này luôn ha anh Hợp ha. Một mấy tấm anh? Gấp 2-3 tấm gì đúng không? À, cho nó sạch chỗ này đi. À, nó cùng sống như ngang gì luôn đúng không? Coi sống nhỏ nó dài hơn. Dạ hả? Sống nhỏ dài hơn, tốt hơn. À, tại vì chỗ này nếu như mà để tôn này thì khoảng mấy năm nữa nó hơi, tôn này nó gỉ xét như nè. Bị gỉ xét. Cậy thêm đầy 3 tấm nguyên tấm đi. Đó, xong hổ chẳng mua cái này cái này luôn, thấy luôn. Cho nó sáng sủa chút xíu. Ờ, chứ chỗ này với lại một cái tấm tôn trên kia nữa kìa, thay một miếng ở trên đó đó. Nó bị xét rồi. Tại vì thông tin với cô bác anh chị là đây là những cái tấm tôn mà chị Tuyền á mua, có một số tấm tôn là mua từ cái phế liệu á, nên là nữ là nó sẽ bị mục hơn so với những cái tấm tôn mà được mua như thế này. Thôi thì bây giờ thì chắc có lẽ là ngày hôm nay thì Bùi Hồ chia sẻ cái đoạn clip bao nhiêu để cho cô bác anh chị hiểu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân rất là nhiều.